Hello, xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình đi chợ có mua được một em khỉ. Em này người ta bắt từ rừng về nha. Thấy người ta bảo bán đến đầu cao. Mình thấy tôi quá nên mua về thả luôn nha. Hôm nay đi chợ mình có mua nó về thêm mua chuối. Cho nó ăn xong mình sẽ thả luôn nha. Bây giờ mình sẽ cho nó ăn xong mình sẽ đem về thả luôn. Chắc giờ nó đang đợi lắm. Mình sẽ cho nó ăn nó, mình đem đi thả luôn nhé. Gần Tết gần nhất rồi cho nó về rừng đón Tết nhé. Chắc phải em nó phải mấy ngày rồi chưa ăn. Em là bị dính đầy đến chân bên kia nhá. Em là bị dính đầy bên chân phải nhưng mà cũng bị dính nhai gần lên thôi. Mình sẽ cho nó ăn hết này chuối này luôn nha. Trước khi thả về tự nhiên là mình sẽ cho nó ăn nó luôn nha. Đó là đón Tết một cái bụng nó. Ăn sợ nhưng mà vẫn hư ăn. Mình vừa cho nó ăn xong một nải chuối rồi nha. Nó ăn gần hết rồi. Lúc nào nó ăn xong thì mình sẽ đem đi thả và quay cho anh em xem nữa nha.
Rồi với cơm tay mi nha. Đây. Đây. Bây giờ mình buộc xong mình sẽ đi thả ướt nhá. Em nói về sớm về bê đàn. Chào anh em nha, bây giờ mình sẽ vào rừng để thả ngáo luôn nha. Rừng cách mình 20 cây. Mà xe mình hiện tại đạp không nổ nên mình sẽ nhờ thằng em nó đẩy. Đẩy. Vừa đến địa điểm thả nhé nha. Bây giờ mình sẽ mở dây thả vào luôn nhé. Nói dữ quá các bạn à. Cầm cầm cái này nhá. Cầm cái bao. Lấy cái bao vô trung đi mà cầm. Cầm đi, cầm đi đi. Mình chờ nó vào mà nó toàn tụng tay với tụng chánh mình nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành thả nó luôn nha. Cái này là rừng nguyên sinh và suối nha. Rừng nguyên sinh và suối, cái này thức ăn của nó rất nhiều. Bây giờ mình sẽ thả luôn nha. Nãy thì nói ở dưới này cũng có một đàn khỉ nên mình sẽ thả cho nó xuống sống bên đàn ở dưới này thôi.
Mệt mạn với đời lại buồn này. Nên được về thả về tự nhiên nó buồn này. Ta buộc dây thẹn nên mình mở hơi lâu nha. Bây giờ mình sẽ thả nó lại luôn nha. Thả thêm con rê nha em nha. Đây là được về quê để đón Tết. Bây giờ mình sẽ về luôn nha. Bây giờ mình sẽ về luôn. Hẹn anh em những clip tiếp theo nha. Bye bye các bạn.